Xin chào quý vị đã trở lại kênh YouTube của Tạ Anh, New Hampshire. Cái này là sầu riêng nha quý vị, sầu riêng mà của Malaysia. Quý vị nhớ cái hiệu này nha, Lucky Taro nha. Cái hiệu này nè, của Malaysia, trái nó rất là nhỏ nhưng mà rất là ngon nha quý vị. Đó, trên đây người ta có cái thác luôn nè, thấy không, product of Malaysia mà cái hiệu mà Mushroom King Children á, cho nên rất là mắc, mắc hơn cái sầu riêng Thái mà ăn rất 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 là ngon nha quý vị. Mình ở Manchester, New Hampshire, một trong 13 tiểu bang nước Mỹ, đầu tiên của nước Mỹ. Rất là hiếm trái cây nhiệt đới, nhưng mà mình order từ những tiểu bang khác, đại khái giống như tiểu bang Florida, cách mình 3 tiếng rưỡi bay, tiểu bang Texas, cách mình cũng vài tiếng bay thôi, nhưng mà người ta có rất là nhiều trái cây nhiệt đới. Thấy không quý vị, mình order cái này. Mình không có thích sầu riêng Thái nữa, tại vì sầu riêng Thái bây giờ đang mùa dịch, không có bay qua bay lại được, cho nên không có tươi. Còn này là sầu riêng Mã Lai, ngon. Đó. Một trái như vậy là khoảng 3.5 pound, hơn chút xíu, là khoảng 2 ký mấy đó quý vị. 2 ký mấy đó. Đó. Trái rất là đều ha. Đó. Nó có cái thác đàng hoàng. Đó. Đó, cái thùng này người ta gửi qua cho mình đây. Đó, người ta bỏ vậy người ta gửi qua. Overnight, gửi qua Southwest Cargo. Mình phải ra sân bay mình lấy. Đó, rồi mình trả tiền shipping. Southwest Cargo một ngày overnight là tới rồi quý vị. Trái cây của bà quý vị không có bị héo mà rất là ngon. Đó, mình trả từ 1 pound đến 50 pound. Có 50 đô thôi. 50 đô tiền shipping thôi. Nha. Ok. Một lát nữa mình sẽ khui ra cho quý vị coi là how they look and nó ngon như thế nào nha quý vị. Nhớ đón coi kênh của Tạ Anh nha quý vị. Xin chào quý vị.